phun xương khử khuẩn tiêu UVC Saka 5, sản phẩm nhằm bảo vệ gia đình bạn giữa đại dịch. Sản phẩm đang được khách hàng tin tưởng và sử dụng để khử trùng, diệt khuẩn các không gian lớn như nhà ở, cửa hàng, trường học. Kết hợp dung dịch khử khuẩn nano bạc tạo ra nguyên tố bạc Ag khả năng kháng khuẩn, kháng nấm và virus mạnh. Máy có 3 chế độ phun khác nhau. Khử trùng bằng tia cực tím UVC cho khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây hại trong không khí lên đến 99%. Phòng ngừa các bệnh về hô hấp lây qua đường không khí, bảo vệ bạn và người thân khỏi các virus gây hại cho sức khỏe. Sisa luôn được biết đến với thương hiệu chuyên cung cấp những sản phẩm công nghệ cao, trong đó máy phun khử trùng tiêu UVC Saka 5 được chuyên gia y tế khuyên dùng trong đợt diệt khuẩn COVID-19. Ngoài công dụng khử khuẩn, sản phẩm còn dùng vào nhiều mục đích khác nhau như máy tạo mùi thơm, máy phun sương diệt muỗi, thiết bị tưới cây. Máy phun khử trùng tự động, không cần điều khiển bằng tay, tiết kiệm thời gian công sức. Máy được trang bị bơm cao áp, phun xa đến 1,5m, tạo ra làn sương cực mịn để khử trùng. Vì vậy bạn có thể phun khử trùng một cách chủ động tại nhà mà không cần máy khử trùng chuyên dụng. Kết hợp dung dịch khử khuẩn nano bạc để khử khuẩn an toàn sức khỏe và đạt chuẩn y tế. Có dung lượng pin lên đến 2600mAh, sử dụng liên tục trong vòng 3 giờ sau mỗi lần sạc đầy, thuận tiện khử trùng các không gian rộng tiện lợi. Máy phun sương khử khuẩn tiêu UVC Saka 5 là giải pháp khử khuẩn hợp lý tại nhà. Sisa thực hiện chính hãng 100% chưa qua sử dụng. Đổi trả trong vòng 30 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất. Sản phẩm được bảo hành chính hãng lên đến 1 năm. Hãy sẵn sàng trang bị cho mình máy phun sương khử khuẩn tiêu UVC Saka 5 để bảo vệ sức khỏe cho người thân và chính bạn ngay bây giờ.